Xin kính chào quý vị và các bạn. Lúc này thì chúng tôi đang có mặt tại khách sạn Wyndham. Đây là nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị trận đấu với đội tuyển Indonesia. Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Và ngồi cạnh tôi lúc này chắc hẳn là tất cả chúng ta đều nhận ra là Văn Toàn, một trong những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, một tiền đạo xuất sắc. Và lý do mà ngày hôm nay chúng tôi ngồi ở đây để có cuộc trò chuyện này là bởi cách đây 6 năm, năm 2013 thì cũng chính tại Indonesia này là mảnh đất đặt những dấu giày đầu tiên của Văn Toàn và rất nhiều các đồng đội thuộc lứa đầu tiên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG với giải đấu chính thức đầu tiên của họ trong sự nghiệp cầu thủ. Vì thế ngày hôm nay chúng tôi rất muốn tranh thủ có một cuộc trao đổi ngắn với Văn Toàn về những ký ức gắn liền với giải đấu đáng nhớ đó, giải U19 Đông Nam Á năm 2013 ở Indonesia. Nhưng mà giải đấu đó không diễn ra ở Bali đúng không em? Em có nhớ là ở đâu không? Anh nhớ là ở gần Jakarta. Surabaya. Và đó là thời điểm, đó thực sự là giải đấu đầu tiên, giải đấu chính thức, quốc tế chính thức đầu tiên của bọn em đúng không? Đúng ạ. Thì đó cũng là giải đấu mà chúng em tham gia đầu tiên chính thức và được đại diện như Việt Nam. Trước đó chúng em chỉ tham gia tập luyện và thi tập huấn ở một số nước ngoài thôi. Và một chi tiết rất đáng chú ý là ngay cả việc mang giày với bọn em ở thời điểm đó thì cũng chỉ là cho đến thời điểm thi đấu thì chắc cũng chưa lâu đúng không? Vâng, thì em nhớ là chắc chỉ có hơn một năm thôi là chúng em mang giày và chúng em đá luôn, thi đấu luôn. Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 được tổ chức tại Indonesia, với nòng cốt chính là lứa cầu thủ khóa 1 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG, U19 Việt Nam đã mang tới rất nhiều bất ngờ, không chỉ vì kết quả mà còn bởi lối chơi đậm chất kỹ thuật, giàu tính cống hiến nhưng cũng vô cùng hiệu quả. Đánh bại U19 Thái Lan ở trận ra quân bằng bàn lội ngược dòng với cú đúp của Văn Toàn, U19 Việt Nam sau đó đã thắng một mạch 5 trận đấu nữa, bao gồm cả trận đấu với chủ nhà Indonesia và trận bán kết trước đội tuyển Lào, để đi tới trận đấu cuối cùng một cách đầy hưng phấn. Tái ngộ với chủ nhà Indonesia ở trận đấu quan trọng nhất, U19 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được bàn thắng và hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, các học trò huấn luyện viên Gil Gleason thất bại với tỷ số 6-7 sau 9 lượt sút. Dù không thể giành chức vô địch, giải đấu này là cột mốc đánh dấu sự ra mắt của một thế hệ cầu thủ mới đầy hứa hẹn cho bóng đá Việt Nam. Với cá nhân Văn Toàn, anh giành danh hiệu vua phá lưới của giải với 6 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick lập được trong trận đấu với Myanmar tại vòng bảng. Xương sống của U19 Việt Nam ở thời điểm đó là U19 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG, đúng không? Em và Phượng là tiền đạo, ở giữa là Trường và Tuấn Anh, trung vệ hồi đó còn Đông Triều. Đông Triều và Văn Thiết là cầu thủ của Việt Nam, Hồng Duy ở cánh, đúng không? Văn Sơn ở cánh nữa. Vậy hãy nói về những giây phút thi đấu quốc tế đầu tiên của các em, những giây phút đầu tiên ở trận đấu với Thái Lan. Cũng rất là lo lắng và hồi hộp khi mà tham gia trận đấu đầu tiên như vậy, thì cũng mà gặp ở Thái Lan nữa. Và em nghĩ là tất cả mọi người đều muốn thắng, tất cả người hâm mộ bóng đá đều muốn thắng, nên xác. Chúng em đều có chút lo lắng và hơi chút sợ sệt khi nhập cuộc. Lúc đó thì thầy Rom làm tâm lý cho bọn em thế nào, bởi vì đó lại còn là giải đấu quốc tế đầu tiên của em nữa? Em nghĩ thì thầy Rom không có gọi là lần đầu tiên thầy cũng ra một trận đấu lớn mà không có kiểu dạng là kỹ nhiều về đối thủ Thái Lan, nên thầy cũng chỉ dạy vào những kiểu cách để là thoải mái nhất thôi. Để tâm lý của em thoải mái nhất thì em sẽ đấu thi đấu thôi. Khi đấy chúng em đá thì chúng em đơn thuần là những gì chúng em được học và chúng em đã thi đấu và quen thuộc với kiểu vậy rồi, nên chúng em chỉ vào chỉ làm những gì mà trên sân và trong tình huống đấy thôi. Không có cái gì mà chúng em đặt nặng vấn đề hết, em chỉ vào đặt đá thôi. Thực tế là rõ ràng những gì mà bọn em mang tới ở trên sân lúc đó ấy là một cái làn gió rất là mới với người xem bóng đá Việt Nam. Mọi người rất là thích thú với lối chơi của bọn em, đẹp mắt, hiệu quả. Vậy trong hành trình vòng bảng cũng như bán kết thì những gì khiến em nhớ đến thời điểm này? Nghĩ là chắc là trận đấu với cả Indonesia cũng là kỷ niệm khiêm rất là nhiều. Trận vòng bảng. Vâng, tại vì khi chúng em gặp đội chủ nhà thì lần tiên cho em bị áp lực giữa rất nhiều khán giả. Em không nghĩ là khán giả của Indonesia đến đông như thế, em thì full sân luôn. Em thấy là đấy là khi mà chúng em gặp Indonesia, chúng em gặp rất nhiều áp lực về khán giả. Khi đội đã thắng được Indonesia thì chúng em nghĩ là chúng em có khả năng và có khả năng để
vô địch giải này. Sẽ tự tin hơn rất nhiều đúng không? Ồ, thế sau này là em đã thi đấu ở Gelora Bungkarno bao giờ chưa nhỉ? Em chưa thi đấu ở Bungkarno. Đến thời điểm này em chưa thi đấu ở Bungkarno. Anh đang muốn hỏi là về mặt cảm giác ấy của tuổi 19 trước một đám đông khán giả của đội chủ nhà như thế so với bây giờ, có thể coi là đã trưởng thành, cảm giác nó có gì khác nhau? Em nghĩ là rất là khác. Khi mà lần đầu tiên thì khi lần đầu tiên mình tham gia một giải đấu lớn và mình đã chịu sức ép giữa hàng vạn khán giả như thế thì nó rất là áp lực. Nhưng đến bây giờ thì chúng em nghĩ là đôi khi bây giờ đó điều đó là bình thường. Và nhiều lúc đá sân nhà cũng có thể bị tâm lý ngược lại. À, đá sân khách còn phê hơn hả? Đôi khi thì cũng có cảm giác như vậy nhưng mà đỡ bị áp lực hơn. Đỡ bị áp lực hơn. Vậy anh nói tiếp một chút về những gì mà em đã làm được ở trên sân khi mà thắng Thái Lan ở trận mở màn, khi mà sau đó lại thắng chủ nhà Indonesia, thì lúc đấy bọn em có thích thú không? Bởi vì lúc đấy thực sự cảm giác là bọn em đang chơi bóng, chứ bọn em không phải là đang đào bóng nữa. Em nghĩ là bây giờ nói lại cái cảm giác thì rất là khó nhớ khi đó, và không biết là đó như thế nào, nhưng mà em nghĩ là chúng em vào, chúng em chỉ chơi theo những cái gì chúng em thích, em nghĩ là thế, chứ bây giờ em không nghĩ là cảm giác thôi. Thì khi mà em có nhớ là khi mà có cảm giác là hình như ở nhà bắt đầu biết đến thông tin về giải đấu này rồi là thời điểm nào? Thì có cảm giác thì em nghĩ đó là trận chung kết. Đến trận chung kết thì mọi người nói là thường thật lên TV này, thì em mới có biết là mọi người bắt đầu để chú ý thôi, chứ trước đó thì chắc mọi người cũng chú ý nhưng mà chỉ là một phần số nhỏ thôi, nên không quá lớn, nên em chỉ là tập trung vào ở đây cho chung kết, và khi biết chiếu trên TV rất là vui. Về chuyện tường thuật giải đấu đấy thì nó là câu chuyện rất là thú vị thế này, tức là bởi vì không ai chuẩn bị về mặt bản quyền cho giải đấu đó cả, nên thực ra ở Việt Nam ấy là chỉ có hình ảnh của giải đấu đó sau khi bọn em trở về, chứ trận chung kết là cũng không trực tiếp. Và hình ảnh mà bọn anh có ấy là của huấn luyện viên Phạm Như Thuần đi cùng đội tuyển, và lúc đó là huấn luyện viên Phạm Như Thuần là quay bằng một cái máy quay du lịch ở trên khán đài ấy, nó rung lắc rồi nó rất là, đại loại là nó không đảm bảo tín hiệu truyền hình, nhưng sau đó về ấy, thì bọn anh vẫn quyết định là đưa nó lên sóng, và anh rất là sung sướng là người được đọc cái giải đấu đấy của bọn em, được bình luận cái giải đấu đấy của bọn em. Tức là anh nghĩ là chưa bao giờ trong lịch sử có những hình ảnh như thế mà được lên sóng, nhưng hồi đó sau cái giải đấu đấy thì tất cả đều muốn xem là bọn em đã làm những gì mà ầm ĩ thế mà được quan tâm đến thế. Nó là một kỷ niệm rất là thú vị. Thế còn một chút nữa về trận chung kết em, vì anh là người trực tiếp làm giải đấu đấy nên anh rất nhớ, đó là một trận chung kết cực kỳ vất vả, khi mà có lẽ là ngoài cái sức ép từ khán giả nhà thì các cầu thủ chủ nhà rất là, phải nói là rất cơ bắp, và họ chơi bằng một cái thứ bóng đá trên mức quyết liệt. Bọn em chắc chắn là có phần bị ngợp ở trong trận đấu đấy. Em nghĩ là ngợp cũng không phải, tại vì chúng em trận chung kết chúng em rất nhiều cơ hội để thi đấu, có nhiều cơ hội để giải quyết trận đấu trong 90 phút đầu tiên, nhưng mà đội đã không tận dụng được. Thì em nghĩ là họ, lối chơi của họ từ trước, em nghĩ là từ trước đến nay thì đến bây giờ thì họ vẫn thường như vậy, họ đá rất là giáp, để áp sát, để hạn chế mình. Nhưng mà khi đấy thì chúng em nhập cuộc trận đấu và chúng em cũng rất là tự tin để hướng tới kết quả tốt, nhưng mà thật sự khi mà vào trong sân rồi mới cần chịu nhiều những áp lực ấy thì mới thấy được là không dễ như mình nghĩ. Trước đó là nghĩ dễ hả? Không phải là dễ, mà là trước đó là nghĩ là mình có khả năng là mình sẽ vô địch được. Mà khi mà nhập cuộc xong là sẽ bị thi đấu mà đá mà rát quá thì chúng em thường bị chùn chân lại. Thế thì em nhớ rằng là trong giờ nghỉ của trận chung kết đấy thì thầy Rome có điều chỉnh gì không? Có hay là có truyền đạt gì cho bọn em không? Em có nhớ không? Em cũng không nhớ gì về sau giờ nghỉ lắm. Tại vì khi mà chúng em đá thì chúng em tấn công mạnh rất nhiều ở hiệp 1 để có được lợi thế. Tiếc là chúng ta thua về mặt kết quả, nhưng anh nghĩ tựu chung lại thì đó là một giải đấu tuyệt vời và bọn em đã để lại rất là nhiều ấn tượng. Vậy em hãy khái quát lại những cảm xúc còn đọng lại trong em về giải đấu đầu đời đó, có thể gọi là cái giải đấu đầu đời. Thì giải đấu đầu tiên của em tham gia như vậy thì có rất nhiều kỷ niệm. Thì chúng em đá penalty thứ thì cũng rất là kỷ niệm, miễn là nhớ lại cũng rất là lớn, tại vì khi đó cả đội đều đấy lượt suốt lượt thứ 7 hay 8 ấy, rất là dài. Nhưng tuy là thua nhưng mà nó cũng mang tới những bài học cho đội em mà để phát triển sau này, và giúp chúng em được tâm lý cương cáp hơn khi ra đấu trường quốc tế. Còn với bản thân em thì em có cảm nhận thấy có cái sự thay đổi nào đối với mình sau giải đấu đó hay không? Cả về cuộc sống trong sân cỏ và ngoài sân cỏ.
Em nghĩ là cũng có nhiều người biết đến bọn em, cũng có một chút người biết đến bọn em và cũng có người tặng quà cho em, thì luôn em cảm thấy rất là vui và biết à hình đó là mình đã được như thế này. Thì khi đó thì nhưng mà do mất trước vô địch thì cả đội cũng rất là buồn. Em đã cố gắng, em luôn em cố gắng tập luyện để giành được trước vô địch sau đó. Tại vì tôi em mới chỉ em nhớ chỉ có 17 tuổi thôi. Em rất có nhiều cơ hội. Em cũng nghĩ là có tập luyện hơn là đó là sau cái giải đó thì đó cũng là cái động lực để giúp chúng em tập luyện hơn để giành được kết quả tốt sau này. Và những nỗ lực đó đã đưa bọn em đến đây ngày hôm nay khoác áo đội tuyển quốc gia và đang chuẩn bị cho một trận đấu vòng loại World Cup và có thể là sẽ thi đấu ở World Cup biết đâu đấy đúng không? Còn một chút về trận đấu ngày 15 tới, như em vừa nói thì Indo chắc vẫn sẽ chơi gian đúng không? Nhưng bây giờ bọn em đã bình tĩnh hơn để xử lý tất cả những câu chuyện đó. Em đánh giá như thế nào về trận đấu sắp tới? Cũng nghĩ thì trận đấu sắp tới cũng rất là khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, tại vì tuy Indonesia đã thua 3 trận nên đôi khi tâm lý của họ có thể đi xuống, nhưng mà em nghĩ khi mà họ thi đấu sân nhà thì tinh thần họ rất là cao và được sự cổ vũ của đội Việt nhà nên họ cũng thi đấu cũng rất là tốt và tinh thần họ rất là thi đấu tốt, và đó điều đó sẽ gây khó khăn cho đội tuyển, nhưng mà em nghĩ chúng em sẽ vượt qua được những thử thách đó. Và chắc chắn là thưa quý vị và các bạn, nếu như trong thành phần đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại có Văn Toàn, có Công Phượng, có Hồng Duy, có Đức Huy là những thành viên cách đây 6 năm tham dự giải U19 Đông Nam Á, thì bên phía Indonesia cũng có những thành viên tương tự và họ sẽ có những cuộc tái ngộ trên sân vận động Bali vào ngày 15 tới đây. Chúc cho Văn Toàn và các thành viên của đội tuyển sẽ có được kết quả tốt nhất. Và một lần nữa rất cảm ơn Văn Toàn vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay và vì những ký ức mà chúng ta đã cùng nhau gợi lại những ký ức thật đẹp tại Indonesia, và chúc cho ngày 15 tới cũng sẽ trở thành một ký ức đẹp nữa đối với chúng ta, với em và cả với những phóng viên tác nghiệp như bọn anh. Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.